Rồi, em xin kính chào quý vị, cô chú và anh chị nha. Lại là em đây, em là Nam, kênh YouTube của em là Cú Đất đây. Và em rất là lấy làm vinh hạnh và vui sướng khi được cô chú, quý vị và anh chị đã share và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua. Thì em xin kính chúc quý vị, cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nha. Và hôm nay em xin kính mời quý vị, cô chú và anh chị cùng em đi về xã Long Khánh thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha quý vị. Thì ở đây đang có một cái thửa đất với diện tích là 522m2 và có 128m2 là thổ cư nha quý vị. Và hiện tại trên đất này thì sở hữu cái mặt tiền tiếp giáp với đường tỉnh lộ 868 và có chiều ngang là 12m và chiều dài vô là 45m nha quý vị. 522m2 có là 128m2 thổ cư. Và đây chính là sổ đất nha quý vị. Sổ thì rất là đẹp luôn, tên cá nhân nên là ký chuyển nhượng nó rất là đơn giản luôn. Thì đây là 522m2 thì có 128m2 đất thổ cư nha quý vị. Còn lại là 394m2 là đất trồng cây lâu năm. Và đây chính là cái sơ đồ thửa đất nha quý vị. Và cái phần tiếp giáp với mặt tiền đường 868 á là 12m và cái chiều sâu vô là 45m nha quý vị. Thì đây chính là cái sơ đồ vẽ từ chụp từ vệ tinh nha quý vị. Thì đây là cái thông tin thửa đất đây, số thửa là 126, số tọa là 24, diện tích 522m2, thuộc loại đất là ở nông thôn và cây lâu năm nha quý vị. Và cũng không có nằm trong quy hoạch nha quý vị. Thì đất không có nằm trong cái vùng quy hoạch. Thửa đất này rất là đẹp. Thì từ cái tuyến tránh thì xã Cai Lậy hướng từ Sài Gòn về, ngay cái ngã tư đèn đỏ tuyến tránh chúng ta hướng ra ngoài phà Ngũ Hiệp thì chỉ 2,3 km thôi thì sẽ đến vị trí của thửa đất nha quý vị. Và đây chính là cái ngã tư đường tránh nha quý vị, chúng ta đi hướng từ Sài Gòn về. Đây chúng ta hướng từ Sài Gòn về thì chúng ta nhìn tới ngã tư này, chúng ta sẽ quẹo trái nha quý vị, quẹo trái ngay cái góc mà có hãng Yamaha Trang Hoàng thì chúng ta sẽ quẹo trái ra đúng 2,3 km thì chúng ta sẽ đến vị trí của thửa đất luôn. Đây chúng ta cứ theo cái đường tỉnh 868 chúng ta đi thẳng ra đúng 2,3 km như quý vị. Thì cái khu vực này kho vựa rất là nhiều. Thì cái diện tích là 522m2 này chúng ta cũng rất thích hợp để xây kho xưởng sản xuất nha quý vị. Hoặc là vựa trái cây thì chúng ta sẽ đi qua Ủy ban nhân dân xã Long Khánh một đoạn xíu thôi, tầm khoảng 400m thôi nha quý vị. Thì chúng ta sẽ đến vị trí của thửa đất ngay thôi. Đây chính là vị trí thửa đất em đã thả ghim này rồi. Đây thì thửa đất của chúng ta có hướng rất là đẹp nha quý vị, là hướng đông luôn, hướng đông thửa đất cũng rất là đẹp rồi. Đây chính là vị trí của thửa đất em đã thả ghim. Và tiếp tục bây giờ em đang đứng ở đối diện của cái thửa đất như vậy, trên thửa đất có căn nhà luôn. Thì hướng này là hướng chúng ta đi ra tuyến tránh thị xã Cai Lậy, từ tuyến tránh thị xã Cai Lậy chúng ta đi theo cái chúng ta đi vào và đến vị trí này tức là 2,3 km thôi. Thì chúng ta nhìn ở bên phải có một cái ruộng. Đấy, có một cái ruộng và cái nhà là có màu xanh nha quý vị, chỗ có hai cây cao đấy. Thì chúng ta sẽ chạy vào rồi chúng ta thấy căn nhà ngay thôi, rất là dễ tìm nha quý vị. Đây chính là vị trí của căn nhà. Thì cái thửa đất này thì chúng ta rất thích hợp để chúng ta làm kho xưởng nha quý vị, vừa trái cây thì cũng rất là ok. Và hướng đi vào trong đây chính là phương hướng đi ra phà Hiệp Đức nha quý vị. Và bây giờ em sẽ đi vào trong nhà nhé. Thì cái diện tích là chiều ngang là 12m, chiều sâu vô là 45m. Thì có cái diện tích tương đương là 522m2, có 128m2 đất ở nông thôn là đất thổ cư đó nha quý vị. Thì cái phần tường rào ở bên trái là cái chỗ mà nãy có cây cục điện này, thì bên phải thì nó nằm ở ngay cái hàng rào này rồi. Đất này cũng có rào xung quanh hết rồi nha quý vị, cũng rất là đẹp luôn, không có dướng cục điện gì hết, rất là đẹp, mặt tiền rất là ngon lành. Đấy chính là cái căn nhà màu xanh này nha quý vị. Thì quý vị đi từ tuyến tránh thì sát lại vào, chúng ta hướng xuống phà Ngũ Hiệp đúng 2,3 km, chúng ta qua Ủy ban xã Long Khánh tầm 400m. Thì chúng ta nhìn ở bên phải có một căn nhà, thì có một cái ruộng trống rồi đến căn nhà nha quý vị, rất là dễ tìm luôn. Nếu quý vị anh chị nào mà ở gần hoặc là muốn xem căn nhà này, chúng ta cứ việc đến vị trí của căn nhà, rất là dễ tìm nha quý vị. Thì số điện thoại trên là số của anh Nhàn, là ngay chủ nhà luôn nha quý vị, ngay chủ nhà luôn. Thì quý vị và anh chị muốn biết giá căn nhà thì vui lòng gọi lên số điện thoại trên màn hình giúp em nhé, gặp anh Nhàn nha quý vị. Thì vì một số lý do cá nhân nên là gia chủ không muốn để giá lên. Thì quý vị và anh chị nào mà có nhu cầu thật sự muốn mua thửa đất thì cứ gọi mạnh dạn gọi số điện thoại trên màn hình giúp em nhé, gặp anh Nhàn là ngay chủ đất luôn nha quý vị, không qua cò gì hết, ngay chủ đất luôn, rất là thuận tiện cho chúng ta giao dịch. Và bây giờ chúng ta sẽ xem qua một số hình ảnh của phần mặt trước của thửa đất, rồi chúng ta sẽ đi ra đằng sau luôn nha quý vị. Em sẽ đi ra đằng sau quay
hết ở đằng sau cho quý vị và anh chị xem nha. Thì hiện tại trên đất này có một căn nhà cấp 4 tầm 150m² nha quý vị. Thì căn nhà này thì không có tính rồi, chỉ tính là tiền tính giá đất thôi. Thì gia chủ bán giá đất thì vui lòng gọi số điện thoại trên màn hình gặp anh nhà ngay chủ đất luôn nha quý vị. Ngay chủ đất luôn thì chúng ta sẽ gặp trực tiếp và giao dịch trực tiếp nha quý vị. Anh nhà sẽ báo giá cho quý vị và anh chị. Và bây giờ em đang đi ra đằng sau nha quý vị. Em đang đi ra đằng sau. Thì căn nhà cấp 4 này thì cũng đơn giản thôi, cũng không có gì đặc biệt nên em không có quay ở trong nhà. Thì quý vị và anh chị muốn xem nhà thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh nhà ngay chủ nhà để nhà mở cửa chúng cho chúng ta xem nhà nha. Và đây là cái phần ở đằng sau nhà nha quý vị. Phần ở đằng sau nhà còn một khoảng vườn cũng hơi lớn lớn, cũng trống. Thì xung quanh được làm hàng rào hết rồi. Thì những cái thửa đất như thế này thì làm hàng rào hết rồi thì chúng ta rất là thuận tiện và rất là dễ dàng thì khi mà chúng ta phân biệt được những cái ranh giới. Đây ở đằng sau cũng có làm hàng rào kiên cố, làm hàng rào xây tường cầm trụ xi măng hết rồi nha quý vị. Đây là hàng rào lưới B40. Thì đây là cái phần cuối đất nha quý vị. Đây là hàng rào cuối đất, rồi xung quanh đất cũng làm hàng rào hết rồi. Thì việc chúng ta mua bán nhân nhượng thì cũng rất là đơn giản, rất là dễ luôn. Thì phần bên này cũng có hàng rào luôn rồi. Đây cái phần tường gạch xây màu gạch thường nha quý vị, gạch đỏ đỏ đó. Và phần bên kia giáp ruộng thì cũng có hàng rào luôn rồi nha quý vị. Đây là phần đất trống ở đằng sau. Thì quý vị cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý, thấy thích hay là có nhu cầu muốn biết giá thì vui lòng gọi lên số điện thoại trên màn hình gặp anh Nhàn giúp em nhé, ngay chủ nha quý vị, ngay chủ luôn. Và em cũng thật sự là chân thành cảm ơn cô chú quý vị và anh chị trong và ngoài nước đã xem và đăng ký kênh của em trong suốt thời gian qua. Thì không có lời nào hơn thì em xin trân trọng kính chúc quý vị và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nha. Và cô chú anh chị nào mà thấy thích kênh của em á, thì vui lòng bấm đăng ký bên dưới giúp em nha, để em sẽ cố gắng đưa những cái thông tin, những thửa đất người ta bán cho quý vị và anh chị xem và lựa chọn. Thì quý vị và anh chị nào mà ưng ý thửa nào á, thì vui lòng gọi lên số ngay điện thoại trên màn hình ngay cái thửa đó thì sẽ có người hướng dẫn cho quý vị và anh chị xem đất nha quý vị. Rồi đến đây thì em xin mời quý vị và anh chị tiếp tục xem video tiếp nha. Và đến đây thì em xin kính chào quý vị cô chú và anh chị, xin hẹn gặp lại quý vị và anh chị cô chú trong video tiếp theo. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại nha.